Chuyên mục Kinh doanh với người nghèo xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện giữa các dự án EFAC tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những định hướng sắp tới trong bối cảnh tái cơ cấu nông nghiệp. Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 11 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng EFAC Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá chương trình quốc gia hợp tác Việt Nam EFAC. Đây là lần đầu tiên Bến Tre đăng cai tổ chức sự kiện này. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ ngành trung ương, ban chỉ đạo, ban quản lý dự án EFAC của 11 tỉnh, đại diện các nhà đồng tài trợ. Các nhóm đối tác của EFAC tại Việt Nam như tổ chức GIZ, SNV, Luxembourg, các đại diện khu vực tư nhân của một số tỉnh có dự án. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung quan trọng tại hội nghị này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Yến Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, thời gian qua EFAC đã đóng góp tích cực cho những nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu giảm nghèo. Các dự án do EFAC tài trợ đã giúp tăng năng suất nông nghiệp, tăng thu nhập nông thôn và tăng nguồn vốn con người và nguồn vốn xã hội. Đánh giá về sự phối hợp với EFAC thời gian qua trong các hoạt động giảm nghèo tại Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những nhận định tốt đẹp. Đồng thời khẳng định thành công này sẽ tạo cơ sở để tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các tổ chức với EFAC trong thời gian tới. Sự hỗ trợ của EFAC rất thành công trong việc thành lập các tổ nhóm hợp tác. Người nghèo giữa các tổ nhóm có thể gắn bó chặt chẽ với nhau hơn, cùng hợp tác, cùng làm việc vì họ có chung lợi ích. Thành viên các tổ nhóm có thể tự mua hàng hóa với giá rẻ hơn rất nhiều. Chúng tôi nhận thấy dự án EFAC ở Cao Bằng có cơ hội phối hợp với các tỉnh khác trong thời gian tới và một số quốc gia khác, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Kinh nghiệm thực hiện dự án EFAC tại Cao Bằng có thể được đúc kết lại làm bài học cho tất cả các dự án của EFAC tại Việt Nam với những thành tựu tốt nhất cũng như những nhân vật điển hình trong công tác thực hiện dự án. Hiện nay EFAC đã đầu tư hỗ trợ cho Việt Nam tại 11 tỉnh, cả miền núi lẫn vùng đồng bằng. Cùng mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhưng một số tỉnh có những chương trình riêng. Cụ thể, Hà Giang và Quảng Bình là chương trình phân cấp giảm nghèo nông thôn. Hà Tĩnh, Trà Vinh thực hiện chương trình cải thiện sự tham gia thị trường của người nghèo. Cao Bằng và Bến Tre với dự án phát triển kinh doanh cho người nghèo nông thôn. Bắc Cạn có dự án quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông thôn. Đắk Nông là dự án tăng cường năng lực kinh tế một cách bền vững cho người dân tộc thiểu số. Đắk Nông, Tuyên Quang, Ninh Thuận và Gia Lai cùng tham gia dự án hỗ trợ chương trình Tam Nông. Huyện Yapa, tỉnh Gia Lai thực hiện dự án thí điểm giảm nghèo. Theo đánh giá của EFAC, kết quả chung trong thực hiện các dự án EFAC tại Việt Nam là đạt. Trong đó Hà Tĩnh, Trà Vinh, Bến Tre là những tỉnh được đánh giá tốt. Những kết quả đạt được chủ yếu ở những nội dung như tạo được môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân, đưa vào áp dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị, tạo việc làm phi nông nghiệp và dạy nghề, phát triển các nhóm tiết kiệm và tín dụng phụ nữ, xây dựng năng lực cho lãnh đạo xã, phát triển các nhóm hợp tác, mô hình công tư trong nông nghiệp và phi nông nghiệp. Đánh giá về hoạt động của dự án DBRB Bến Tre, ông Nguyễn Thanh Tùng, đại diện văn phòng EFAC cho biết, đến nay dự án DBRB Bến Tre đã có nhiều tiến bộ rõ rệt, hiệu quả trên những lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là sự hỗ trợ cho đối tượng phụ nữ. Dự án DBRB Bến Tre đang đi đúng hướng, đúng mục tiêu đã cam kết. Điều cảm nhận đầu tiên của tôi là rất vui mừng là chính quyền và người dân của Bến Tre đã sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của Tổ chức Nông nghiệp Quốc tế. Dự án thì hiện nay đã thực hiện được 4 năm và còn 2 năm nữa. Hiện nay thì dự án đã xây dựng được một cái cách làm mới trong giảm nghèo, đó là phát triển kinh doanh với người nghèo. Ở đây chúng ta không chỉ có tập trung trực tiếp hỗ trợ cho những hộ nghèo nhất, mà chúng ta cũng đã tạo ra được các cái hình thức kinh doanh. Ở đây cụ thể là giữa doanh nghiệp và người dân. Tuy chúng tôi là cơ quan nông nghiệp quốc tế, nhưng các dự án của EFAC ở trong toàn quốc đều hướng tới là tạo cái thu nhập cho hộ nghèo. Không những là chỉ có bằng nông nghiệp mà cái ngành nghề ngoài nông nghiệp, thì tôi nghĩ rằng là ở Bến Tre hiện nay đã có cái cơ hội là các cái hạ tầng cơ sở như là cầu đường gắn với các cái thị trường lớn như là Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh đã được tăng cường rất nhiều, thì chúng ta nên tận dụng cơ hội này và nên có những các cái chương trình hay là những cái cuộc vận động để mà có thể đưa được doanh nghiệp về với cả quê hương.
Tại hội nghị đánh giá chương trình quốc gia hợp tác Việt Nam IFAC năm nay, một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu đưa ra thảo luận là vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bà Nguyễn Lan Hương, cố vấn chính sách chương trình hỗ trợ quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, ngành nông nghiệp Việt Nam thời gian qua có những bước phát triển rõ rệt, tuy nhiên sự tăng trưởng ấy chủ yếu theo chiều rộng. Các mô hình tăng trưởng nông nghiệp như hiện nay dù tạo ra được khối lượng nhiều nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất đai tài nguyên chưa cao. Chính vì vậy, cần có sự thay đổi trong mô hình quản lý nhà nước và phương thức chính phủ tương tác với khu vực tư nhân, nông dân, các tổ chức cộng đồng, nhà khoa học và đối tác thương mại quốc tế. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề mang tính chiến lược như phát triển các chuỗi giá trị giúp giảm nghèo, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường có sự tham gia, một công cụ hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân ở nông thôn, cách tiếp cận của IFAC trong hỗ trợ phát triển các dịch vụ tài chính nông thôn, kinh nghiệm hiện có và phương thức thực hiện trong thời gian tới, các giải pháp hỗ trợ để thích ứng với biến đổi khí hậu cho các chương trình của IFAC. Nhìn chung ý kiến của các đại biểu đều rất cụ thể, gắn với tình hình thực tế của từng địa phương. Ông Henning Pedersen, Giám đốc chương trình quốc gia IFAC cho biết, về tổng thể, kết quả thực hiện các dự án thuộc chương trình quốc gia do IFAC hỗ trợ tại Việt Nam được xếp loại đạt yêu cầu. Tuy nhiên, các dự án này vẫn còn nhiều thách thức như sự tham gia của khu vực tư nhân trong quá trình lập kế hoạch, đặc biệt với những tỉnh mà lĩnh vực kinh tế tư nhân chưa phát triển mạnh, các hoạt động về dịch vụ tài chính nông thôn cho các nhóm hợp tác và các doanh nghiệp, sự kết nối và lựa chọn cơ sở hạ tầng với phát triển chuỗi giá trị và các tác động giảm nghèo cũng còn nhiều vấn đề cần phải đảm bảo hiệu quả. Riêng với hoạt động phát triển chuỗi giá trị, bài học kinh nghiệm lớn mà IFAC rút ra được là phải xem xét tất cả các chủ thể trong chuỗi, phải tùy vào điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Tất cả các dự án IFAC hiện đang khẩn trương hỗ trợ hoạt động tại các vùng khó khăn. Vì vậy, chúng tôi cần cải thiện rất nhiều hoạt động và chúng tôi cũng mong rằng những đề xuất đưa ra tại hội thảo lần này sẽ giúp ích trong việc cải thiện chất lượng hoạt động tại nhiều địa phương trên lĩnh vực tài chính nông thôn, lập kế hoạch kinh tế xã hội theo định hướng thị trường, hạ tầng nông thôn. Chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả các nguồn lực được đề cập trong kế hoạch hành động sẽ góp phần cải thiện chương trình của IFAC tại Việt Nam. Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Nguyễn Yến Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bày tỏ, thời gian tới IFAC nên tập trung ưu tiên giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, đồng thời tăng cường nguồn hỗ trợ ở các lĩnh vực mới cho Việt Nam. Các tỉnh tham gia dự án phải đánh giá sát sao những kết quả đã thực hiện, trên cơ sở đó tranh thủ nguồn hỗ trợ từ IFAC. Phó Vụ trưởng cũng cho rằng so với các năm trước, hội nghị năm nay thu hút rất nhiều ý kiến tham gia thảo luận, trình bày những quan điểm đồng thuận lẫn không đồng thuận của các đại biểu. Sự đóng góp tích cực này có thể được xem là thành công đáng ghi nhận tại hội nghị, tạo cơ sở để IFAC và các bộ ngành liên quan đưa ra các khuyến nghị mang tính khả thi trong quá trình thực hiện các dự án của IFAC tại Việt Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, đánh giá chương trình quốc gia hợp tác Việt Nam IFAC là hội nghị được tổ chức thường niên tại các tỉnh của dự án IFAC. Vì là cơ hội gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh dự án, nên trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra rất nhiều hoạt động khác như triển lãm thành tựu, kết quả triển khai dự án, tham quan thực địa học tập kinh nghiệm, tổ chức thi viết về các mô hình hay của dự án. Tiếp theo chương trình hôm nay là những ghi nhận của chúng tôi về các hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh những thành tựu chung của Bến Tre trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội được thể hiện qua các tin bài và hình ảnh, khu triển lãm thu hút sự quan tâm của rất nhiều đại biểu bởi các hoạt động mô hình giảm nghèo của dự án DBRB Bến Tre gắn với các sản phẩm đặc trưng của xứ dừa như dừa cacao, bưởi da xanh, cây giống. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa, thảm sơ dừa, chổi cọng dừa, hàng mỹ nghệ từ lục bình, các gian hàng đặc sản như bánh kẹo, thực phẩm từ dừa. Theo ban tổ chức và ban lý dự án DBRB Bến Tre, nổi bật thành quả sau hơn 4 năm triển khai dự án DBRB tại Bến Tre trong không gian của sông nước miền Tây, đồng thời mang đậm dấu ấn của quê hương xứ dừa là điều mà ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến các đại biểu trong hoạt động triển lãm này. Nhằm đẩy mạnh việc áp dụng các kinh nghiệm thực hành tốt nhất và các sáng kiến tiềm năng được điều chỉnh phù hợp để nhân rộng, lồng ghép hoặc phát triển ở Việt Nam và các nơi khác, IFAC Việt Nam đã tổ chức cuộc thi sáng kiến nhỏ dành cho các dự án và các bên có liên quan.
Sáng kiến tham gia cuộc thi được trình bày dưới dạng một câu chuyện thành công dựa trên các chủ đề cụ thể như đổi mới phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị vì người nghèo, cải thiện môi trường kinh doanh, tác động của tài chính nông nghiệp, lập kế hoạch theo định hướng thị trường ở cấp địa phương. Qua hơn một tháng phát động, IFAC Việt Nam đã nhận được 27 bài viết về các mô hình, bài học kinh nghiệm của các tỉnh có dự án IFAC. Ban tổ chức đã chọn ra 14 bài vào vòng chung kết, theo các tiêu chí như có sự đóng góp vào tiến trình xóa đói giảm nghèo ở địa phương, tính sáng tạo, đột phá mang lại hiệu quả của các mô hình, khả năng thực thi nhân rộng và tính bền vững của mô hình. Dự án DBRB Bến Tre vinh dự được nhận giải đặc biệt trong cuộc thi này với bài Hợp tác công tư để phát triển nghề may ở nông thôn. Tham gia thực địa nhằm học tập kinh nghiệm cũng là một trong số các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hội nghị đánh giá chương trình quốc gia hợp tác Việt Nam IFAC năm 2012 của các đoàn dự án IFAC. Tham quan cơ sở bó chổi của chị Quỳnh Thị Luyến Em tại xã Mỹ An, thành phố, một trong số các mô hình giảm nghèo khá hiệu quả của dự án DBRB Bến Tre. Các thành viên trong đoàn đã được chủ cơ sở trình bày về cách thức phối hợp với dự án DBRB để đào tạo nghề bó chổi cho người nghèo tại địa phương, về các hoạt động hỗ trợ của dự án trong việc mở rộng quy mô cơ sở, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường cho tổ nhóm thông qua các hội chợ thương mại hàng năm tại tỉnh. Tính đến tháng 9 năm 2012, dự án DBRB Bến Tre đã cùng với cơ sở của chị Luyến Em tạo việc làm cho hơn 100 lao động nghèo, chủ yếu là phụ nữ tại địa phương, với thu nhập bình quân 70.000 đồng một người một ngày. Đồng thời, dự án cũng đã hỗ trợ kinh phí cho cơ sở xây dựng mở rộng nhà xưởng để giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động khác. Ngoài cơ sở bó chổi Sáu Liếng, dự án DBRB Bến Tre cũng tổ chức cho đại biểu tham dự hội nghị đi thực địa ở các tổ nhóm khác như nhóm may gia công xã Tân Phú, Châu Thành, nhóm may Thạnh Trị, huyện Bình Đại. Các thành viên trong đoàn rất tâm đắc trước các bài học kinh nghiệm mà dự án DBRB Bến Tre đúc kết từ các mô hình này. Đó là hoạt động giảm nghèo phải gắn với đặc điểm kinh tế xã hội từng vùng và phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân địa phương. Nhân chuyến tham quan này, các cán bộ quản lý tri thức của các dự án IFAC cũng có dịp thực hành và chia sẻ kinh nghiệm về các kỹ năng truyền thông đã được IFAC Việt Nam tập huấn trước đây, đặc biệt là kỹ năng chụp ảnh và viết bài về hoạt động của dự án tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh doanh với người nghèo Bến Tre đến đây là kết thúc. Chương trình này được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ ngày thứ Năm hàng tuần và phát lại lần thứ nhất vào lúc 6 giờ 45 phút sáng hôm sau, phát lại lần thứ hai vào lúc 16 giờ ngày Chủ nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.